Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, sẽ tiến hành kiểm tra siêu vòng đua Sava X3 Bundes, thương hiệu xe đạp thể thao của Đức, để gửi cho anh Nhơn ở huyện Đức Hòa, Long An. Vâng, mẫu Sava X3 Bundes được hãng xe đạp thể thao Sava mang đến thị trường Việt Nam năm 2022 là sẽ làm mưa làm gió trên thị trường xe đạp đua, và quả đúng như vậy. Từ khi Sava X3 Bundes xuất hiện tại thị trường Việt Nam thì đã làm vua xe đạp thể thao phân khúc trên 40 triệu. Với cấu hình cao, chất lượng ổn định và giá cả rất phải chăng, đặc biệt không có đối thủ trong tầm giá phân khúc này. Sava X3 Bundes với cấu hình full carbon và sử dụng full loop Shimano Ultena R8000 22 tốc độ, sản xuất tại Nhật Bản. Và từ Long An, anh Nhân liên hệ với shop xe đạp thể thao VIP.com và trao đổi: đang muốn lên đời em xe đạp đua. Anh nói: tôi đang tìm mẫu Sava đua, muốn mua xe tầm 450 triệu, shop gửi tôi chọn nhé. Chỉ ít phút sau, khi tham khảo nhận đầy đủ thông tin từ số xe đạp thể thao VIP.com gửi tới anh Nhơn, thì anh đã liên lạc lại và chốt: tôi chọn X3 Bundes màu đen ghi đỏ, size 50, số gửi tài khoản tôi chuyển cọc mấy ngày nhận được hàng. Vâng, chưa khi nào mua xe đạp thể thao tại số xe đạp thể thao VIP.com lại đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm hiểu thông tin, cần mua xe đạp thể thao, hãy nhấc máy và gọi 0983315936, số luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Và ngay bây giờ, số sẽ nắp dựng, kiểm tra, cân chỉnh, sau đó đóng lại nguyên bản chiếc Sava X3 Bundes này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây chính là Sava X3 Bundes. Khi bỏ thùng ra thì bạn thấy là đã được nhà máy lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện lên tới trên 90%. Khi bạn mua xe online thì những cái thao tác còn lại rất là đơn giản. Và với X3 Bundes này thì shop đã làm một cái video chia sẻ cách lắp dựng hoàn thiện của một chiếc xe đạp thể thao khi mua online. Và trong video này thì shop sẽ lắp dựng đơn giản, và quan trọng nhất là kiểm tra cái bộ chuyển động nó là ok chưa, và cũng chia sẻ tới bạn cách tinh chỉnh khi mà mua một chiếc xe mới như thế nào. Nó rất là đơn giản, và chia sẻ bạn nó rất là đơn giản nhé. Số bây giờ chỉ cần lắp tên lái và bánh trước vào thôi bạn nhé. Sau đó là sẽ kiểm tra bộ chuyển động. Vâng, khi bạn bỏ toàn bộ mút chống sốc chống xước của xe ra thì ta được chiếc xe là như này này, rất đơn giản. Đầu tiên bạn đặt cái bánh trước của xe vào, và lưu ý cái lốp Continental Ultra Sport 700x25 đây, nó có quy định cái chiều lăng của lốp bạn nhé. Chiều lăng của lốp, tức là cái bân lốp nó phải đúng này. Nếu mà bạn chưa tìm thấy cái biểu tượng đấy thì bạn có thể nhìn cái quả lốp phía sau này. Nhà máy đang đặt chuẩn thì mình đặt đúng. Rồi sau đó lắp cái trục khóa tay hồng này vào. Rất là nhanh. Sau khi lắp bánh xong rồi thì mình sẽ lắp đến tay lái và chỉnh được tay lái luôn. Vâng, số cũng sẽ lắp đơn giản thôi. Sau đó quan trọng là kiểm tra cái bộ chuyển động này. Một số lưu ý khi bạn lắp tay lái bạn nhé. Đầu tiên là bạn dùng tay vặn hờ, tức là bạn cho nó đúng ren vào. Sau đó bạn siết đều bốn ốc vào nhé. Và quan trọng ấy là cái phần hở của cái nắp đậy pô tăng này, bên trên và bên dưới, và bên trên bên dưới nó phải hở bằng nhau, tức là mình đang vào cân ốc. Vâng, còn chỉnh tay lái thì đầu tiên bạn đặt cái tay lái ở giữa của pô tăng, đúng không ạ? Tiếp theo chỉnh độ nghiêng của tay lái, thì khi bạn chỉnh độ nghiêng tay lái thì bạn phải bỏ chân trống rồi bạn nhé, bỏ chân trống ra, và cái phần này này, cái đoạn cong này này thì sẽ song song mặt đất là tiêu chuẩn. Còn tùy từng bạn là có thể chỉnh cái phần này cao hơn nếu mà bạn đi, hay là đi tùy vào tư thế lái, cầm tay dưới hay cầm tay trên nhiều hơn. Còn tiêu chuẩn là cái phần đoạn này sẽ song song mặt đất khi bạn bỏ chân trống rồi bạn nhé. Vâng, số thì phạm tạm như này và tháo phần này ra. Vâng, và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra bộ chuyển động ngay. Vâng, khi mở thùng ra thì bình thường là xích sẽ đang để ở bộ đủ đĩa với đĩa nhỏ và ở lip to. Và bây giờ mình sẽ hạ xuống để kiểm tra luôn. Vâng, một số lưu ý khi bạn sử dụng bộ chuyển động này. Đây là tay đề số, tay đề lắc. Khi nào mình đạp, mình mới đổ số bạn nhé. Đổ số, tay phải là sẽ điều khiển lip, còn tay trái là điều khiển đĩa. Khi mình đạp, mình mới đổ số, gạt cả phần này lên là lên nít to hơn, gạt phần nhỏ này là xuống nít nhỏ hơn, bóp vào là phanh bạn nhé. Lưu ý là khi nào mình đạp xe thì mình mới đổ số. Vâng, đầu tiên
shop sẽ quay kiểm tra trước, nếu mà cần tinh chỉnh shop sẽ chia sẻ tới bạn luôn. Đầu tiên bạn cho xích xuống, xích xuống nít bé nhất. Rồi, xuống nít bé nhất rồi, bây giờ mình sẽ cho lên một số thôi. Vâng, chỉ cần kiểm tra cái bước xích từ nít bé nhất lên nít to hơn. Nếu mà nó mượt thì tất cả những nít còn lại nó sẽ chính xác và nha. Cái bộ này là 11 nít đây. Làm lại bạn xem này. Chuồn rồi bạn nhá. Thì tất cả những cái nít còn lại nó sẽ chính xác này. Đúng ạ, tất cả còn lại là chính xác. Cái thứ hai, bộ chuyển động Shimano Ultila R8000 này là một bước nó sẽ xua lên được 3 lít, mình sẽ test luôn. Rồi, tính năng 3 lít một lúc, tức là bạn sẽ đẩy sâu hết cỡ vào bạn nha. Đẩy sâu cái này vào. Đó, chính xác rồi bạn nha. Trong trường hợp bạn cho xích về nít bé nhất, bạn lên một số mà nó chưa lên được thì bạn vừa quay vừa nới lỏng cái con ốc này ra, tức là để nó cao căng hơn là nó sẽ lên được, hoặc là nó sượng một chút thì bạn chỉnh con ốc này bạn nhé, con ốc ở đầu dây cáp này này. Đấy, bạn đi bạn ạ, là nó sẽ ok. Cái xe này thì đã được nhà máy chỉnh sẵn hết rồi bạn nhé, chỉnh sẵn hết rồi, không cần phải tinh chỉnh hết. Và tiếp theo sẽ kiểm tra đến gạt đĩa. Vâng, khi kiểm tra gạt đĩa thì bạn cho xích xuống nít bé nhất như này bạn nhé, và xích thì đang ở đĩa bé. Vâng, chúng ta cũng quay, sau đó chúng ta đề số lên. Vâng, hiện tại thì đã nhảy chính xác rồi. Tuy nhiên thì xích vẫn đang hơi quẹt vào cái má ngoài của gạt đĩa này một chút. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh như sau. Để chỉnh được cái gạt đĩa này, ở trên cái gạt đĩa thì có một con ốc này bạn nhé. Bạn có thể siết vào mới ren, nó rất là hay bạn nhé. Đây, dùng lục giác bé nhất ở cái bộ lục giác này. Nó đã hở ra một chút rồi bạn nhé. Hoặc là mình sẽ tăng này lên. Ở đây có hai con ốc, một bên là mức thấp và đây là chỉnh mức thấp đây. Đấy, chỉnh mức thấp bạn thấy này, nó đã gạt ra này. Nó quay nó không bị quẹt, nó là rất là êm bạn nhé. Còn tiếng xe là ở cái tem mới này đây. Đó. Rồi mình nghe lại này. Rồi. Một phát ăn ngay đúng không ạ? Rất dễ dàng, đơn giản như vậy. Và đây chính là Sava X3 Plus, vua xe đạp thể thao, vua xe đạp Đức, đang có từ shop xe đạp thể thao Vichocom. Bạn chỉ cần có nhu cầu mua xe đạp thể thao, đến với shop chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý và hài lòng nhất. Đây là Sava X3 Plus, màu đen đỏ và màu đen sần ngả về ghi, có tem phản quang rất đẳng cấp, carbon cao cấp, khung càng cọc yên, tay lá vàng bằng carbon, và sử dụng bộ chuyển động Shimano Ultila R8000 gồm tay đề số Shimano Ultila R8000, phanh trước phanh sau Shimano Ultila R8000, đùi đĩa Shimano Ultila R8000, gạt đĩa Shimano Ultila R8000, gạt nít Shimano Ultila R8000 và nít thải Shimano Ultila R8000, sản xuất tại Nhật Bản. Và các thông tin được ghi rất chi tiết ở những cái mặt sau của bộ chuyển động bạn nhé, là Shimano Ultila R8000. Vâng, cảm ơn anh Nhơ cũng như nhiều khách hàng khác đã luôn tin yêu ủng hộ shop xe đạp thể thao của chúng con. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ shop sẽ đóng lại chiếc xe đạp này như sửa để giao tới anh Nhơ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.